nó đốt đó hồi nó ra ha, đứng để chửi tim cho nhiều anh nhớ cho coi nè. Đây của mình, của mình sẽ đúc lắm nha, mình sẽ để xuống nhẹ nhàng vậy thôi, bảy lắm nha, bảy mình để nhẹ nhàng mình cảm thấy không nè, từ từ đây anh đụng gì đó rồi nha. Rồi một hai ba. Đùa đùa coi 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 bên này cho đều đâu dưới này coi đâu đó phải không hỏi hồi trái á quất gì nè kẹo này á quất tôm ốc nè tôm ốc để nằm xuống nó mới gà khó nhiều đâu đốt văng xe tôi mà đốt nó nổ luôn á quá dữ luôn xương xương thôi các bạn ơi ủa hả kìa kìa khói kìa đâu khó bình mẫu chưa luôn quá dữ luôn trời nó hổ dây tép cứng nè để khói kìa càng ra khói càng nhiều kìa anh ơi luôn ơi khói kìa hả nè rồi tới hàng này đúng lắm rồi mẹ ơi mẹ ơi vô đỡ quá xe hay bị dữ luôn đúng đúng rồi đúng rồi đúng rồi kìa kìa đỡ đi xe ra anh đủ vậy nhìn nhìn đâu đó thì chưa nghe ơi cái yên này chắc cho hay quá không okay. Rồi điên á à. để cho mày nè để cho mày nè để cho mày nè đừng mấy rồi hồi đừng hồi cho mấy đó ê giờ dùng miếng điện như thế hả dùng miếng điện được hồi ác luôn rồi nó dùng nó lụm được được hồi hồi chạy nhất lụm được chết luôn. Đúng không? Mình giàu cũng tiêu rồi. Đu. Mình giàu gãi luôn á. Nó bình giàu. À ngăn đè. Bình giàu quá hả? Đảo hả? Em. Thằng phách chơi. Chơi đâu đi. Đu. Em gặp mặt chơi nhau đi. À đu vậy. Có khùng nè, có khùng nè, có khùng nè, có khùng. Đâu, từ từ. Nè. Đu vậy. Đu nha các bộ nha. À đu giấu kìa. Kìa. Quá dữ luôn. À đu mất cái nón bảo hiểm. Anh đu vô văn kìa nếp dương mà anh ơi nói khói kìa kìa chạy kìa ê hồi ổn chia xuống dòng kìa khói kìa có tay xe đổ rồi có tay đến bên đây xe đổ ồ hay quả thấy xe này dữ không thấy rồi xe này quá dữ luôn. Ông này ông bộ đồ trời ông rớt xuống người cái này nha thôi gì ghê hả mạnh cho ông nội trời ơi trời ghê mạnh đâu mấy chân trống đụng cái gì ghê hả ê hãy bỏ chân trống nè bỏ chân trống của cái gì hả mày mấy gì cọ gồng luôn anh ơi mạnh ghê không trời ơi ơi chú mưa ông nội ok rồi không biết luôn đều à phượt cũng có đỉnh cao phượt là phượt đỉnh cao là đâu phượt đỉnh cao đâu rồi má để bày ủa khóa cổ hay là cứ ngắt được anh dạ người cái kia chưa khóa cổ đâu rồi nào rồi chưa khóa cổ đâu còn còn không còn còn không ghê hả để chế gì đi uống này nha à đủ bộ cái tí gì tin nè bạn cái này vô cắm xuống nó lỏng tới luôn hả ta ừ ai mình lấy lục bình nhét đi lấy sành nó nhét vô nhét cho bít luôn đủ quá này vậy lấy sành nhét vô ủa này gì lá ta ai cái đeo dữ nè vậy công tác rồi
rồi không chạy được rồi tới cứu ngoài. Đừng có tự chạy luôn kìa. Xe bữa nha mà anh. Xe gần giao lưu với mấy xe lỏ bốn bình nha. Đi vô luôn kìa. Chờ lực má. Không có gì hết. Heo mỏi thấy kết chờ lực cái đam mê chờ lực cái ai. Đứng đứng đứng. Đủ. Đúng má đúng. Dán cái gì lên đây lên hả? Trời nó nguy hiểm đó kìa. Nguy hiểm kết. Đủ vậy hả? Dê hả? Anh nhát mà vừa cái đầu kia nó nắm ra chào. Chơi chơi nha. Ai nó sành nhét vô một cắp một bình vô sống luôn á. Các bạn nhét nhét được bình vô nữa thú quá. Giáo kỳ của mình á. Nước mình mặn chứ cái bình thú quá. Không ngại rồi, đang kiếm ra cái lò xo phụ tôi gắn vô đó. Không, mình nhét sình vô cái nó sống nông luôn. Ừ, nó sống trường tồn theo thời gian. Đâu chết được đâu, nếu nó chết là hối quắc luôn á. Giờ nhét sình vô đi. Đó. Đủ ốc buộc kìa. Con mà hả? Ừ, bên con mà hả? Đây, bây giờ nhét sình vô đây cho sống không nó chết là nó hối quắc luôn á. Rồi tới chuyện luôn. Kì này. Đồ má bo gì hả? Toshiko. Cái bo. Toshiko. Toshiko. Toshiko má bo hơi rộ. Rồi rồi có gì chơi rồi? Ai có gì hả? Có đồ chơi rồi. Cái gì vậy? Có cái gì hả? Con dây gì hả? Đen phản ứng. Má kéo lên mình sẽ chết tới. À cái con dây buộc cái đống cây đó kìa. Có giữ các bạn. Ê gì mấy ông anh? Cái bình bay lên. Cái bình đâu với sông bay lên kìa. Nó rõ làm gì đó à? Đĩa gì em nội? Em mỏi đi nhìn đây với mày hả? Đĩa em cứ... Rồi, rồi toan. Đùng nó phay luôn tại. Không. Nè. Đâu vậy nè. Ê, sao nó không lấy hai bình để bán cho Thịnh lấy tiền ha? Thôi, ơi, đừng. Đù quá, đù không kìa? Đù vậy? Đủ vậy? Kể sườn đó mà anh. Nó sơ rồi. Bình hư rồi. Bình hư hả? Bình hư xong bán đi để chi nữa. Bình hư mà anh chơi thoải mái nha. Ê đây nè. Đây. À, cái sắt này, sắt này, sắt nè. Sắt này nè, không có sơn nè. Vậy á. Chị sắt hả? Chứ xèo không anh ơi. Hết rồi. Sắt này nè. Chứ xèo hả? Rồi đúng má, nó cặt rồi. Rồi gì đây, gì đây. Quên, về trước nha. Họ mấy giờ mày về? Về luôn quá. Gì luôn hả? Ừ. Nào về gì đi. Không bình đâu. Bình gì? Này mấy mỗi xe nó gì nè không? Đấy. Ai theo mỗi chạy theo mỗi tốc độ. Tốc biên. Không có bình to không nổi. Ai chứ? Chưa khóa cổ rồi đâu. Ai biết đâu. Chưa cổ của em phải không? Có. Rồi đúng rồi đã thấy tôi bóp dục diễn xong nè. Yeah. Đâu ông nội về đứng đấy kìa. Tức. Em hơi cổ chị. Em là biết đập cái cổ lắm. Kia. Quá dữ các bạn ha. Xe nhìn độ tới tới một chuyện luôn. Đụng quá hết rồi. Trời xe. Mày bóng vợ người ta. Đụng gì vậy? Ai đụng vợ người ta? Đụng quá. Má dầu quẹo nghe con. Chó ẻ vậy? Nó đụng vậy ẻ nè hả? Rồi tới một chuyện nữa rồi. Quá dữ luôn. Yếu vậy? Đâu đó thì xương chê hết khói rồi, hết cho thấy khói rồi. Để nó mà hiểm đây đi. Lật bên kia, lật bên kia. Thiệt á, thiệt cái giờ để đi, hỏi cổ gì em không dục đi. Hỏi cổ mốt khóa rồi đó, bắt chìa khóa rồi sao chạy gì được. Rồi. Ghi lên. Ghi lên sao được, quá dữ luôn. Rồi, lắm. Đủ ghê chạy. Chơi kìa. Đâu gì nghe gì đâu. Má đụ vô chấu luôn, nội đi văng ngứa tới cứt kìa. Chơi xương xương các bạn. Ủa chiếc tàu kìa. Trời. Rồi quay đi. Bỏ vô. Rồi, dứt. Rồi, quay hết dây hết nha. Bỏ vô quay. Nha. Rồi, quất lắm. Lắm. Rồi đủ quá vô loại luôn kìa. Thấy đủ gì vậy? Kìa, nhìn kìa. Thấy rồi. Không cháu rồi, cháu kìa, cháu nè. Ồ, cháu đây hơi nhiều mà anh ơi. Rồi, nè. Rồi. Nào đá vô mày. Anh đủ gì vậy? Má bỏ muối vô tớ, cứ kìa. Chơi kìa.
Ai vô bắt cỏ đâu trời. Mà họ về đập luôn. Rồi chứ bắt cỏ đâu. À luôn á. Rồi to. Tôi giữ rồi. Chạy xuống ơi. Chạy khói coi. Xuyên xuyên xương rồi các bạn ơi. Ui 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 ui. Tôm nổi. Có tay. Đu quá quyền ảnh. Tại tại cái gì hả? Anh đủ gì hả? Anh đủ gì hả? Sao dằn kích chưa ta? Thấy thường nó dằn nhiều lắm. Bến xe. Ê, ê tắt cái khóa cho anh, nó phóng xong nó nổ không anh? Đúng không, đang mòn luôn rồi đó. Ừ. Đúng ha. Mòn chế hả? Ở giữa mòn ở đây luôn. Ơi có gì nè? Đường máy nóng kìa. Nhanh tay đâu bên kia chỗ đi. Anh em mới chế cái chân cổ lên nó hạn chế à, đường máy béo. Thì sao chạy được ông cứu nội? Má ai lấy rồi? Chiếc chìa khóa mở ngay cha. Chìa khóa đâu? Cái ta lấy rồi. Ông chìa khóa chạy té hay ông nội luôn. Ở chìa khóa này mở ngay nè. Ông gió vậy đấy chứ đó kìa. Gì ông nội? Gì? Gì? Chơi trò gì đó. Tới chơi trò xem mình đó các bạn. Không biết nữa. Đủ. Làm gì ông nội? Dạ. Dạ. Dạ, đồ đen nó có gì chấm đâu, có khó khóa không à. Ai mà không bỏ ly nước xì, ly nước trà xì tiên để uống hay bị ngon không? Để này đang chạy. Đủ rồi. Để lên hút. Nó ai sơn bữa hả? Đủ vậy. Nó có ai lụm ai sơn bữa quá. Chạy nó phải máng vậy luôn vậy. Mở cổ xe đi bay. Má hồi chạy té chết á. Nè, chạy cái máng vậy nè. Mở được không? Sống được. Cái khổ này bữa mới mua anh Thịnh nè. Đùng nó ra Thịnh mày luôn. Nè, đủ quá coi một lần duy nhất rồi nha. Gãy á. Gãy. Gãy. Ở nhà em còn cục nó mà không phải. Gãy gì em gãy đó, tới một chuyện luôn. Gãy đó là nó không chạy được, chạy được đó. Là gì không á? Gì đâu. Chơi lực này, chơi lực này nhìn dữ không anh ơi? Đó. Cái mạc nữa rồi. Cái mạc nữa rồi. Ờ, có xương dễ mạc nữa rồi. Mà người chơi hãy đi ghét. Đâu, đuôi ghét đâu? À. Đâu? Đèn cây. Đâu ra ghê hả? Đây. Tem bậy, tem này tem quý của ta chứ không có lấy được. Đèn cây nè, cho mày nằm em. Mệt quá. Rồi đèn cây nữa. Đâu quá xin lỗi vậy? Đủ. Đủ. Dạ. Nó không nội. Xe lạ đó. Cái trống nhìn bữa vậy. Mạnh chưa? Rồi. Chị chưa xong đâu anh. Thuộc mát con này. Thiệt, cái hột này. Hay mọi cái hột này không biết nói sao nữa. Không có ghê. Cái hột này không biết sao chạy được cũng hay. Quá đẹp đúng không? Anh thấy không? Quá đẹp, quá dữ. Xe tự làm. Mới sao chạy được. Trời, mọi cái đem mày coi. Sao bỏ đi kỵ bay. Cái mọi này đó rồi. Dán đem lên khi xương đi. Dán bo rồi. Dán lấy hột chét lên. Đam mê lấy hột chét lên. Lấy hồ hả? Vì sao chạy được? Đúng quá, chạy hồi xuyên xỉn rớt. Đang bà nào cái đi thẳng bà luôn. Ừ, đi thẳng bà luôn, không chạy được. Có bị hết gỗ đâu chạy được. Nó đi lì con miếng à. Đó rồi đó, chị Gu chạy phát gỗ. Xe bữa. Ừ, đúng rồi, mấy bữa ai đọc phải tưởng cũng bị đó. Quá dữ luôn hả? Buổi chiều thì đi chơi các bạn. Đi vòng vòng chơi nha. Được bình vậy. Cũng có hiệp nè. Đi cục cục gì? Cục cứt hả? Dạ. Má đi cục pin mát để ra mỏ mặt vàng. Tôi cưng. Quá dữ luôn. Siêu luôn, quá đẳng cấp.